chắc chắn là những cái điều mà mình vừa mới làm vừa rồi là nó cũng không có gì to lớn cả. Nó chỉ là những cái sự chia sẻ rất là nhỏ. Đến với cái chương trình lần này thì con có một cái món quà nhỏ để gửi tặng cho cả ba gia đình. Con sẽ gửi tặng cho ba gia đình của mình là 150 triệu. Mỗi gia đình là 50 triệu. Tại vì con rất là vui. Con không nghĩ là con rất là hy vọng rằng là với một cái điều nhỏ nho như thế thì có thể giúp đỡ được các em. Các em có thể đi học được thật là tốt, và cũng như rằng là gia đình mình, ông bà thì sẽ có thể để khám bệnh. Con mong rằng là nó có thể giúp đỡ gia đình mình một chút xíu nào đấy khó Tây Bắc khăn. thì Rất em là hy cảm vọng rằng là có thể tham gia được một số lần nữa, quay trở lại lần nữa luôn. Tại vì em biết rằng là ở những cái vùng gọi là vùng Tây Bắc là những còn rất là nhiều những hoàn cảnh em nhỏ còn khó khăn hơn nữa. Tại vì ở ngoài đó sẽ còn phải trải qua những cái thời điểm gọi là rất là lạnh, và có những bé mà kiểu còn không có quần áo để mặc cơ. Nên là hy vọng là cái đợt sắp tới đấy thì sẽ có thể tham gia cùng chương trình một lần nữa ở khu vực miền Bắc để có thể giúp đỡ được các em. Cùng mái ấm gia đình Việt. Điều gì khiến cho Đức Phúc quyết định tặng món quà này cho các em? Tôi còn nghĩ rằng là chắc chắn rằng là khi với các em ở đây với những cái hoàn cảnh khó khăn như này thì chắc chắn rằng là trong tương lai là mọi điều tốt đẹp sẽ đến với các em. Và con cũng cố gắng để con xem xong đến cái hoàn cảnh thứ ba. Thực tế rằng là khi mà con nhận lời đến với chương trình lần này, và con rất là vinh dự, và đặc biệt rằng là con rất là mong muốn để có thể có mặt trong chương trình ngày hôm nay. Tại vì con biết rằng là khi mà đến với chương trình Mái Ấm Gia Đình Việt, và một chương trình rất là lớn và rất là uy tín, thì chắc chắn việc mà tìm hiểu những hoàn cảnh khó khăn đó là một cái việc đã được rất là kỹ lưỡng của ban tổ chức. Nên là con nghĩ đây là một cái cơ hội vô cùng tuyệt vời để con có thể chia sẻ cùng với các em. Và con chưa biết rằng là ở những cái vòng thi sắp tới thì các em sẽ nhận được số tiền là bao nhiêu, nhưng mà đến với cái chương trình lần này thì con có một cái món quà nhỏ để gửi tặng cho cả ba gia đình. Con sẽ gửi tặng cho ba gia đình của mình là 150 triệu. Mỗi gia đình là 50 triệu. Tại vì con rất là vui. Con không nghĩ là con rất là hy vọng rằng là với một cái điều nhỏ nho như thế thì có thể giúp đỡ được các em. Các em có thể đi học được thật là tốt, và cũng như rằng là gia đình mình, ông bà thì sẽ có thể để khám bệnh. Con mong rằng là nó có thể giúp đỡ gia đình mình một chút xíu nào đấy khó khăn. Rất là cảm ơn gia đình mình. Mong tất cả những điều tốt đẹp đến với tất cả ba gia đình mình. Hai bé kia đâu rồi? Ra đây con. Ra hết đây nào. Bà ngoại khóc rồi đó. Mọi người khóc hết rồi đó. Cảm ơn Đức Phúc rất nhiều. Thật ra thì trong chương trình rất là nhiều người chia sẻ điều đó. Mỗi người sẽ chia sẻ một cách khác nhau. Nhưng mỗi lần mọi người chia sẻ như vậy đó thì Quỳnh Linh rất là xúc động. Thực tế là em nghĩ là chắc chắn là những cái điều mà mình vừa mới làm vừa rồi là nó cũng không có gì to lớn cả. Nó chỉ là những cái sự chia sẻ rất là nhỏ. Nhưng mà khi mà ngay từ đầu ở nhà chương trình, khi mà nhận lời tham gia chương trình Mái Ấm Gia Đình Việt, thì Phúc cũng đã gọi là đặt một cái suy nghĩ sẵn trong lòng mình. Tại vì trước đó khi mà mình xem ở trên mạng, xem đã rất là nhiều những video clip của chương trình rồi, và cũng cuối cùng là mình chưa kịp gọi liên hệ với chương trình để tham gia thì chương trình đã gửi lời mời đến mình rồi. Và đây chắc chắn Phúc đã đồng ý ngay và để có mặt ở đây ngày hôm nay. Tại vì Phúc biết rằng là Phúc thì là một người cũng rất là mong muốn có thể giúp đỡ được rất là nhiều trường hợp, nhưng mà với nhân tiện chương trình Mái Ấm Gia Đình Việt là một chương trình rất là uy tín, thì cái việc mà mọi người tìm hiểu kỹ những hoàn cảnh khó khăn nó là một cái việc mà cũng nghĩ rằng đã rất là đúng đắn rồi, và mình sẽ nhân cái cơ hội này để giúp đỡ cho đúng người. Và không có lý do gì mà Phúc không chia sẻ những cái món quà rất là nhỏ đấy với tất cả các hoàn cảnh có mặt trong gia đình ngày hôm nay. Tại vì nghĩ rằng là các em quá là khó khăn đi, và cái điều mong muốn duy nhất rằng là cái điều mà Phúc cảm thấy rất là vui khi mà xem các hoàn cảnh của các em, rằng là dù hoàn cảnh của em của các em có khó khăn như thế nào, mỗi bạn sẽ đều là những cái hoàn cảnh, những cái sự khó khăn khác nhau, nhưng có một cái điểm chung là các em đều rất là mong muốn có thể được đi học.
em nào cũng mong muốn được đi học, em nào cũng mong muốn được có thể là sớm hoặc là học đến đại học để có thể đi làm rồi kiếm tiền cho ông bà ba mẹ, thì đấy là một cái điều mà Phúc cảm thấy rất là vui. Và các em đều luôn có chí thì không có lý do gì mà mình không gọi là chấp cánh những cái ước mơ đấy cho các em với cái sự giúp đỡ nhỏ nhoi của mình. Và hy vọng rằng là sau chương trình sẽ có thật là nhiều nhà hảo tâm có thể giúp đỡ cho các em, và cũng như là thật là nhiều hoàn cảnh khó khăn khác trong chương trình Mái Ấm Gia Đình Việt. Và cảm ơn Tôn Hoa Sen và cảm ơn tất cả ban tổ chức vì đã tạo ra một chương trình vô cùng là ý nghĩa. Thời gian đặc biệt là sắp tới là Mái Ấm Gia Đình cũng ra khu vực Tây Bắc. Em nghĩ là nếu mà ra khu vực Tây Bắc thì em hy vọng rằng là có thể tham gia được một số lần nữa, quay trở lại lần nữa luôn. Tại vì em biết rằng là ở những cái vùng gọi là vùng Tây Bắc là những còn rất là nhiều những hoàn cảnh em nhỏ còn khó khăn hơn nữa. Tại vì ở ngoài đó sẽ còn phải trải qua những cái thời điểm gọi là rất là lạnh, và có những bé mà kiểu còn không có quần áo để mặc cơ. Nên là hy vọng là cái đợt sắp tới đấy thì sẽ có thể tham gia cùng chương trình một lần nữa ở khu vực miền Bắc để có thể giúp đỡ được các em. Và em nghĩ rằng là em cũng không cần phải gửi lời gì đến tất cả các anh chị em đồng nghiệp của mình, tại vì cái sự uy tín của chương trình và cái điều ý nghĩa mà chương trình đã làm thì cái điều đó nó đã truyền cảm hứng đến quá là nhiều với tất cả các anh chị em nghệ sĩ và cũng như là với tất cả quý vị khán giả rồi. Nên là chắc chắn là khi mà chương trình gửi lời mời đến tất cả mọi người thì mọi người sẽ đồng ý liền lập tức để đến đây và chia sẻ khó khăn cùng tất cả các hoàn cảnh. Và Phúc, anh Phúc muốn gửi những cái lời động viên đến tất cả các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn ở ngoài kia. Ở trong chương trình ngày hôm nay, anh Phúc chỉ mong rằng là các em dù có khó khăn như thế nào thì hãy luôn luôn có ý chí vươn lên, luôn luôn cố gắng. Vì anh Phúc tin rằng là ông trời bên trên chắc chắn là sẽ luôn luôn hỗ trợ và luôn luôn công bằng với tất cả mọi người. Có thể ở thời điểm này chúng ta khó khăn nhưng sẽ có những quý nhân để có thể phù hộ và cũng như là giúp đỡ cho chúng ta trong tương lai. Nên là các em hãy luôn luôn cố gắng, không bao giờ được từ bỏ, và đặc biệt rằng là hãy thật là ngoan ngoãn, chăm học, trở thành một người tốt, trở thành một người có ích thì ông trời sẽ không bao giờ phụ lòng tất cả chúng ta. Ví dụ như ba trường hợp các bạn ngày hôm nay, em gọi là sẽ luôn luôn ở cái tâm thế rằng là chơi hết mình và coi như là lấy được thật là nhiều tiền cho các em là càng tốt, để có thể giúp đỡ được các em thật là nhiều. Uống nhựa Hoa Sen, hân hạnh đồng hành cùng Mái Ấm Gia Đình Việt.